Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 4 tháng 1, lễ Thánh Elizabeth Ann Seton, sinh năm 1774, qua đời năm 1821. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Elizabeth Ann Seton qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Elizabeth là một tín hữu theo đạo Tin Lành, thuộc giáo phái Episcopal. Khi còn là thiếu nữ, Elizabeth đã làm nhiều việc tốt để giúp đỡ những người nghèo khổ. Mẹ Seton là danh hiệu mà mọi người đều biết đến khi Elizabeth qua đời vào ngày 4 tháng Giêng năm 1821 ở Emmitsburg, Maryland. Cuộc sống đầy những ngạc nhiên và bất ngờ đã trao tặng thánh nữ danh hiệu đó. Elizabeth sinh ngày 28 tháng 8 năm 1774 tại thành phố New York. Thân sinh của ngài, ông Richard Burley, là một bác sĩ danh tiếng. Mẫu thân của Elizabeth là bà Katharina đã lìa đời khi Elizabeth còn rất trẻ. Elizabeth là một tín hữu theo đạo Tin Lành thuộc giáo phái Episcopal. Khi còn là thiếu nữ, Elizabeth đã làm nhiều việc tốt để giúp đỡ những người nghèo khổ. Năm 1794, Elizabeth kết hôn với William Seton. Ông là một lái buôn giàu có và là chủ của một đoàn tàu. Elizabeth, William và 5 người con cùng chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng đột nhiên, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, William mất hết gia sản và sức khỏe ông bị suy giảm. Người vợ của ông nghe nói khí hậu ở bên nước Ý có thể giúp ông khá hơn. Vì vậy, Elizabeth, William và Anna, đứa con gái lớn nhất của họ, đã đáp tàu sang Ý. Nhưng sau đó ít lâu, William qua đời. Elizabeth và Anna ở lại Ý như những người khách của gia đình Felici. Những người trong gia đình này rất tử tế, tốt bụng. Họ cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn của Elizabeth và Anna bằng cách chia sẻ cho hai người nghe biết về tình yêu thâm sâu của họ trong đức tin Công giáo. Elizabeth trở về nhà ở New York với ý định sẽ trở nên một tín hữu Công giáo. Gia đình và bạn bè của ngài không hiểu được điều đó, nên họ rất lấy làm khó chịu. Thế nhưng với lòng can đảm, Elizabeth cứ tiến hành điều mình đã quyết định. Elizabeth đã gia nhập giáo hội Công giáo ngày 4 tháng 3 năm 1805. Ít năm sau, người ta mời Elizabeth đến mở một trường nữ sinh ở Baltimore. Ở đó, Elizabeth đã quyết định sống như một nữ tu. Cũng có nhiều chị em đến gia nhập nhóm của ngài, gồm cả cô em gái và người chị dâu nữa. Các con của Elizabeth, Anna và Katharina cũng lần lượt tham gia nhóm ấy. Họ trở thành hội nữ tu bác ái người Mỹ và người ta tôn tặng cho Elizabeth tước hiệu Mẹ Seton. Elizabeth trở nên nổi tiếng. Ngài đã thiết lập nhiều trường học Công giáo và một số viện mồ côi. Elizabeth cũng dự tính sẽ lập một bệnh viện và viện này đã được khai trương sau khi ngài qua đời. Elizabeth yêu thích việc viết lách và ngài đã chuyển dịch một số sách giáo khoa từ tiếng Pháp sang tiếng Anh, nhưng đặc biệt nhất là thánh nữ thích việc viếng thăm những người nghèo khổ, đau yếu. Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã tôn phong Elizabeth lên bậc hiển thánh vào ngày 14 tháng 9 năm 1975. Nếu có điều gì xảy ra làm thay đổi cuộc sống của chúng ta từ hạnh phúc sung sướng sang khó khăn bế tắc, chúng ta hãy quay ánh nhìn về Thiên Chúa như mẹ Seton và kêu xin người giúp đỡ. Thiên Chúa có thể giúp chúng ta nhận thấy rằng những khó khăn đó có thể làm sáng tỏ những tài năng ẩn giấu bên trong chúng ta như thế nào. Và rồi chúng ta sẽ hoàn thành được điều chúng ta chẳng bao giờ mơ tới. Trích nguồn từ tinmừng.net.
chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con mồ cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống vì Ngài. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta? Dù rằng đất trời mai đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con mồ cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi mọi người sống yêu thương nhau, để tình yêu Ngài mãi tràn lan trong tình chúng ta yêu nhau đến muôn muôn đời. Đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con mồ cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta? Dù rằng đất trời mai đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Dù rằng đất trời mai đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta.